Góc khuất của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, bệnh tật, 10 cuộc tình đồng tính quyết định hiến xác khi qua đời. Phù thủy sân khấu Thành Lộc sinh ra ở Sài Gòn trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là nghệ sĩ nhân dân Thành Tôn, mẹ là ca nương hát bội. Hai anh chị của nghệ sĩ Thành Lộc là Bạch Long, Bạch Liên đều là những nghệ sĩ hát cải lương nổi tiếng. Thành Lộc nổi tiếng là một nghệ sĩ hài kịch gạo cội ở Việt Nam. Tên tuổi của anh gắn liền với các tác phẩm như Người lính Vorodin trong vở Đêm Họa Mi, Du Xuân trong vở kịch kinh điển Lôi Vũ, Ba Thư trong Đối Mặt và vai ông Tư trong vở Dạ Cổ Hoài Lang. Nam diễn viên còn ghi dấu trong các tác phẩm điện ảnh ăn khách như Mùi Ngò Gai, Ngôi Nhà Bươm Bướm, Phượng Khấu. Khả năng biến hóa trên sân khấu của Thành Lộc khiến cho những danh hài như Trấn Thành, Trường Giang cũng phải ngã nón bái phục. Sự nghiệp lẫy lừng ở tuổi đã ngoài 60, nhưng nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc vẫn chọn cuộc sống cô quạnh, đi về lẻ bóng. Nam diễn viên từng có những chia sẻ thẳng thắn về nghi vấn xung quanh giới tính của mình và vô số cuộc tình trắc trở. Anh cho biết mình đã có đến 10 mối tình đổ vỡ. Mỗi lần như vậy, anh lại chọn cách đóng cửa khóc một mình. Tôi từng đóng cửa khóc rưng rức như đứa con nít, khóc thành tiếng và sau đó thấy mắt mình đẹp hơn, tuyến lệ là mắt mình long lanh hơn. Trong tình yêu, nếu ai yêu bằng cái đầu, phải tính toán cái nào có lợi cho mình thì chúng ta là người khô khan. Là chỉ tiếp nhận chứ không phải là người cho. Về những tin đồn xoay quanh giới tính, nghệ sĩ Thành Lộc cũng trải lòng. Riêng chuyện giới tính, ai đồn thì cứ đồn. Nếu là người đồng tính mà lương thiện, tài ba thì tôi rất hãnh diện về điều đó, chẳng phải mặc cảm gì cả. Vì có ai muốn mình đồng tính đâu, trời sinh ra như thế mà. Nam diễn viên cũng không ít lần phải đấu tranh với bệnh tật trong âm thầm. Trong một bài phỏng vấn, anh cho biết, trong một lần diễn anh đã bị chấn thương gãy ba đốt sống và có nguy cơ liệt cả đời. Nhưng anh đều đối diện với bệnh tật bằng sự lạc quan, vững vàng, an nhiên. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cũng từng khiến khán giả bất ngờ khi tuyên bố sẽ hiến xác cho y học sau khi mất. Khi nói về quyết định này, Thành Lộc cho biết bản thân anh sống một mình, không có ràng buộc với ai. Hơn nữa, anh muốn cống hiến chút sức mọn của mình cho y học vì anh thấy y học nước mình còn thiếu thốn quá. Mới đây, anh xuất hiện trên một chương trình truyền hình và có những tâm sự khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Anh cho biết trong khoảng thời gian dịch bệnh, nam diễn viên đã phải bán đồ đạc trong nhà để có tiền trang trải cuộc sống. Thế mới biết, người nghệ sĩ hàng ngày đem tiếng cười cho khán giả là vậy, nhưng đằng sau tiếng cười đó lại là giọt nước mắt đắng cay.